linh hồn cô gái trẻ giúp cảnh sát phá án tại Philippines. Bác sĩ Chuan nói rằng, có những lúc vợ của ông tỉnh táo, ông đã hỏi bà ấy về những gì đã nói khi mộng du. Tuy nhiên, người vợ lại nói là mình không biết gì. Ban đầu, ông nghĩ rằng chuyện này quá kỳ dị và không để tâm lắm. Nhưng khi linh hồn của Teresita nhiều lần nhập vào người vợ và hỏi rằng vì sao bác sĩ không giúp cô báo cảnh sát, khiến ông vô cùng kinh hãi. Hay cô gái Clarita đã mắc phải một hội chứng tâm thần lạ, trong lễ trừ tà gương mặt biến hóa nhiều lần. Có những lúc cô hiền như chú cừu non khi nghe lời kinh của vị linh mục, lại có lúc mắt cô mở to, miệng phun ra những lời lẽ cay độc dành cho người linh mục. Linh hồn cô gái mượn sắc vợ của vị bác sĩ để giúp cảnh sát phá án. Cô gái trong phòng giam la hét dữ dội vì bị một thế lực siêu hình cắn từng vết lớn, xô hắm trên khắp cơ thể. Những sự kiện siêu nhiên, những truyền thuyết đô thị tưởng chừng như chỉ là những lời truyền miệng, bịa ra để dọa người, nhưng đã có những sự việc đã được xác nhận bởi chính phủ. Đất nước Philippines với 90% dân số là tín đồ Cơ Đốc giáo đã từng xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ mà cho đến nay vẫn chưa ai có lời giải đáp. Sự tấn công của Macaron. Có một câu chuyện cũ đã xảy ra tại thủ đô của Philippines, tại một nhà tù ở Manila. Sự kiện này đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông, gây ra chấn động khiến cả thị trường và lực lượng cảnh sát tại Manila vô cùng hoảng hốt. Một đêm tháng 5 năm 1953, cô vũ công Clarita sau khi làm việc về đã bị cảnh sát gọi lại vì lúc đó cô rất say xỉn và không thể giữ được tỉnh táo. Sau khi được cảnh sát đưa về đồn, đến ngày 9 tháng 5, trong phòng giam bỗng nhiên vang tới tiếng la hét dữ dội của Clarita. Khi tuần tra cùng hai lính canh chạy đến để kiểm tra tình hình, Clarita đột ngột lao đến nắm tay họ và nói trong sợ hãi: "Giúp tôi, xin hãy giúp tôi đã bị cắn." Người tuần tra đã kiểm tra một lượt xung quanh và không phát hiện ra thêm điều gì kỳ lạ, chỉ có mình Clarita ở nơi này. Anh ấy cẩn thận hỏi rằng ai đã cắn Clarita, nhưng cô ấy chỉ trả lời lan man rằng: "Tôi cũng không biết, nhưng nó cứ cắn tôi." Nghe câu trả lời này, hai người lính canh cho rằng Clarita chỉ giỏi bịa đặt, vì thế họ đã dạy cho cô ta một bài học rồi sau đó rời đi. Tuy nhiên không lâu sau, hai người lính canh lại nghe thấy tiếng hét. Và lần này có điều gì đó kỳ lạ ẩn trong tiếng la hét của Clarita. Họ một lần nữa quay trở lại nhà giam và sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Clarita nằm bất tỉnh dưới đất, trên cánh tay và vai có những vết răng sâu hoắm. Có những thứ gì đó bầy nhầy, trông giống như nước bọt. Trong tình huống này, hai người lính canh nghi ngờ liệu có phải Clarita đã tự cắn mình không. Nhưng suy nghĩ lố bịch này nhanh chóng bị gạt bỏ bởi vết cắn xuất hiện ở sau gáy Clarita. Người bình thường sao có thể tự cắn được cổ mình? Họ nhìn nhau toát mồ hôi lạnh, sau đó ngay lập tức chạy đến văn phòng của giám đốc để báo cáo sự việc ma quái này. Một vị bác sĩ được điều đến hiện trường, nhưng kỳ lạ rằng chính vị bác sĩ này cũng không thể nào giải thích được hiện tượng kỳ quái này. Ông chỉ đưa ra nghi ngờ là Clarita đã bị một sinh vật nhiễm bệnh dại tấn công. Clarita đã được nằm viện theo dõi suốt một đêm, nhưng sáng sớm hôm sau, cô ấy lại tiếp tục la hét. Cả giám đốc và một số bác sĩ chuyên môn vội vã đi đến hiện trường và quan sát thấy Clarita đang điên cuồng trốn tránh thứ gì đó. Khi khám nghiệm, các bác sĩ cho rằng những vết cắn trên cơ thể Clarita không phải do người hay thú vật làm, vì những vết cắn đó quá tròn và sâu. Hơn thế nữa, một vài y tá đang trực cũng đã rất hoảng loạn sau khi thấy trên cánh tay của Clarita tự nhiên xuất hiện thêm các vết cắn khác. Lúc này, mọi người bỗng thấy kinh hoàng. Họ bước tới và giữ chặt Clarita lại để xem thứ quái lạ đã cắn cô ấy là gì. Nhưng mặc cho đám đông đang ra sức tìm kiếm, thứ quỷ dị đó vẫn đang như hòa cùng không khí, không ai có thể chạm tới được. Sau khi bình tĩnh, Clarita đã miêu tả lại rằng có một con quái vật tóc đen cứ bước đến và cắn cô ta. Khi bác sĩ mang giấy và bút đến muốn Clarita vẽ lại hình ảnh con quái vật, Clarita giật mạnh tay lại, quăng bút và vò nát mảnh giấy, sau đó cho vào miệng và nuốt trọn. Vì thế mọi người chỉ có thể tưởng tượng thông qua sự miêu tả của cô. Không lâu sau, sự kiện này đã tới tai của thị trưởng Manila khi đó. Ông cảm thấy rất tò mò và lập tức cho gọi Clarita đến văn phòng mình. Ông muốn đích thân xem liệu có chuyện gì thần bí đang diễn ra. Ngay khi thị trưởng kéo cánh tay Clarita để xem xét vết sẹo, đột nhiên lại có những dấu răng kỳ lạ xuất hiện và bắt đầu chảy máu. Cảnh tượng này khiến ông sợ hãi, vội vàng hất tay ra. Rất nhiều bức ảnh đã được chụp lại bởi những nhà báo đang có mặt tại thời điểm đó. Sau đó, câu chuyện kỳ lạ này đã có mặt trên khắp mặt báo của Philippines với tiêu đề gây sốt
sự tấn công của ma cà rồng. Sự kiện kỳ lạ này kéo dài trong 10 ngày rồi đột ngột biến mất không dấu vết. Trong giai đoạn này, mỗi khi Clarita bị cắn đến ngất đi thì dừng lại. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy lại tiếp tục bị cắn. Nhưng đó rõ ràng chỉ là cảm nhận chủ quan của riêng cô. Các bác sĩ điều trị vết thương cho cô ấy đã kiểm tra chất lỏng màu đỏ và tự đoán rằng Clarita đã mắc phải một hội chứng tâm thần lạ. Cụ thể là khi phát bệnh, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đớn khắp người, màu da ở một số nơi trên cơ thể cũng sẽ thay đổi và một cái gì đó giống như rồ răng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, đây chỉ là một lập luận chưa có bằng chứng khoa học cụ thể. Lúc này, việc trừ tà trở thành phương án tiếp theo được lựa chọn. Một nhân chứng tại buổi lễ trừ tà cho biết sắc mặt của Clarita thường xuyên thay đổi. Có những lúc cô hiện như chú cù non khi nghe lời kinh của vị linh mục. Lại có lúc mắt cô mở to, miệng phun ra những lời lẽ cay độc dành cho người linh mục và đuổi ông đi. Nguyên nhân thật sự của hiện tượng này là gì, đến nay chưa ai có thể giải thích được. Vì vậy, nó đã trở thành câu chuyện bí ẩn được lưu truyền đến ngày nay. Linh hồn nạn nhân giúp cảnh sát phá án. Ngày 21 tháng 2 năm 1977, Ruth Love, bạn của Teresita, gọi điện cho cô và trò chuyện khoảng 30 phút. Love sau đó làm chứng rằng Teresita bây giờ đang chờ một người bạn đến nhà, nhưng không nói người đó là ai hoặc mục đích chuyến thăm là gì. Một giờ sau khi Love nói chuyện với Teresita, lực lượng cứu hỏa được gọi đến căn hộ của Teresita vì hàng xóm phàn nàn về mùi khói phát ra từ đây. Sau khi lao vào dập lửa và kiểm tra, họ phát hiện một thi thể không mặc quần áo bên dưới tấm nệm với một con dao nhọn cắm ở ngực. Những người lính cứu hỏa ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Vì vậy, họ đã gọi cảnh sát. Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện rằng đây là một vụ giết người dã man được che đậy bằng một vụ cháy. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng phát hiện đó là thi thể của một người phụ nữ tên là Teresita, một người nhập cư từ Philippines đến Mỹ làm tại phòng điều trị hô hấp trong bệnh viện Edgar Water ở ngoại ô thành phố Chicago. Nhưng đối với kẻ sát nhân, họ hoàn toàn không tìm được manh mối. Vì theo tình hình lúc đó, Teresita lẽ ra phải bị xâm hại tình dục trước khi bị giết. Nhưng sau khi bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, lại không tìm ra động cơ của vụ án. Hơn nữa, ngọn lửa đã thiêu rụi hầu hết hiện trường vụ án trong phòng, nên những manh mối có giá trị hoàn toàn bị tiêu hủy. Cảnh sát chuyển hướng điều tra sang những người từng là bạn bè của Teresita, nhưng cũng không tìm được thêm thông tin nào. Vụ án dần rơi vào ngõ cụt. Nhưng vào một ngày sau 6 tháng xảy ra vụ án, bác sĩ Chua, người làm cùng bệnh viện với Teresita, đột nhiên gọi đến cho cảnh sát và thông báo rằng anh ta có thông tin về vụ án của cô. Chua là người làm cùng bệnh viện với nạn nhân. Ông cho biết ngay sau khi xảy ra vụ án, có điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy đến với vợ của ông. Bà mắc phải chứng bệnh lạ, thỉnh thoảng rơi vào trạng thái mộng du không rõ lý do. Việc này xảy ra rất nhiều lần trong thời gian ngắn và sau đó bà ấy đã qua đời. Trong thời gian bệnh, lúc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bà ấy đã nói chuyện với ông bằng giọng của Teresita và nói rằng hung thủ đã sát hại Teresita tên là Alan Sowery, cũng là một nhân viên trong bệnh viện. Quá trình xảy ra vụ án được miêu tả lại rất chi tiết rằng trong ngày xảy ra vụ án, Alan đã đến nhà Teresita để sửa chiếc TV, nhưng sau khi cô mở cửa, Sowery đã đột ngột tấn công và tóm lấy cô từ phía sau. Do không có sự chuẩn bị nên cô đã bị Sowery sát hại. Bác sĩ Chua nói rằng có những lúc vợ của ông tỉnh táo, ông đã hỏi bà ấy về những gì đã nói khi mộng du. Tuy nhiên người vợ lại nói là mình không biết gì. Ban đầu ông nghĩ rằng chuyện này quá kỳ dị và không để tâm lắm. Nhưng khi linh hồn của Teresita nhiều lần nhập vào người vợ và hỏi rằng vì sao bác sĩ không giúp cô báo cảnh sát, khiến ông vô cùng kinh hãi. Ông đã giải thích rằng mình không có bằng chứng. Nhưng vài ngày sau đó, Teresita lại mượn cơ thể người vợ của ông một lần nữa và nói rằng sau khi Alan sát hại cô, đã lấy đi một số món trang sức của mình để tặng cho bạn gái hắn và thúc giục anh giúp cô báo cảnh sát. Mặc dù những lời nói của vị bác sĩ này chưa có bằng chứng xác thực, cảnh sát vẫn quyết định gọi Alan tới thẩm vấn. Phản ứng đầu tiên của hắn là kiên quyết phủ nhận chuyện này. Alan nói rằng hắn có đến căn hộ của nạn nhân để sửa TV, nhưng do không có đủ dụng cụ nên đã quay về nhà. Cảnh sát không tin lời khai này và quyết định tìm đến bạn gái của hắn. Cô và gia đình đã xác nhận rằng có nhận được quà của Alan và đồng ý cho kiểm tra những món trang sức đó. Kết quả cho thấy trong số những món trang sức đó thực sự có nữ trang của Teresita. Lúc này, tâm lý phòng ngự của Alan đã hoàn toàn sụp đổ. Trước các bằng chứng, Alan đã thú nhận hành vi giết người. Hắn khai nhận rằng sau khi rời khỏi căn hộ của cô, anh ta đã lên kế hoạch quay lại để cướp. Teresita đồng ý cho Alan vào nhà và khi cô quay lưng khóa cửa,
anh ta đã tấn công cô từ phía sau. Alan sau đó đã cởi hết quần áo Teresita để làm cho hiện trường giống như một vụ tấn công tình dục. Sau đó, anh ta lấy nệm đè lên cơ thể nạn nhân rồi đốt. Sau khi vụ án này được công bố rộng rãi, khơi dậy một cuộc tranh luận gay gắt. Một số người nghĩ rằng có thể bác sĩ Chua đã chứng kiến được tội ác mà Alan đã gây ra, nhưng không dám nói ra sự thật vì sợ bị trả thù. Nhưng sau đó, ông không thể chịu được sự giày vò của lương tâm, nên đã dựng một câu chuyện tâm linh thần bí. Tuy nhiên, cũng có người thực sự nghĩ rằng đây là một chuyện tâm linh có thật của người dân tại Philippines. Và sự thật của câu chuyện này đến nay vẫn còn là ẩn số. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.